Bom. Hai đại học sinh này. Cái này nó nhanh mà con không hiểu được. Lọc ra rồi. Thank you.
Alo. Alo Loan hả? Ừ. Loan có bạn không nữa? Ai đó hả? Thuật đây. À, chị Thuật. À, Loan có bạn không? À, Loan đang làm. Khoảng bao lâu nữa Loan xong? Ê, có gì không Thuật về? Thuật qua tập nặng. À, rồi Thuật qua luôn đi. À, Thuật qua tập nặng muộn. À, từ tại vì có mấy hồ cũng nằm ngay chán thôi à. À, Thuật qua đây qua 20 Tăng An 2 giúp Loan ấy. Số 1, số 2. 20 Tăng An 2. 20, ủa đổi chỗ nữa hả? Ờ. Là có gần bên chỗ Thuật cũ không? Không, chỗ bên hông bệnh viện Vinmec chứ Thuật. Bên hông bệnh viện Vinmec. Ừ. À, rồi ok Loan. Rồi. À, lên nhắn địa chỉ của mình Thuật được không? Để Thuật bật mắt lên, tại Thuật đang chạy xa kìa. Ý là Thuật cái bên hông bệnh viện Vinmec á, 20 Tăng An 2 do Loan đang bận cái tay á, đang làm gì? 20 Tăng An 2. Ờ, đúng rồi. Rồi, ok, để bấm thử. Chủ nhà 135. Hả? À, để thử.